Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào buổi học chính, quý vị biết là khi mình bước vào một buổi học chính là nó không đơn thuần là một buổi học thôi quý vị, là mình đang tạo một cái thiện nghiệp rất là cao thượng, đó chính là mình đang tạo phước trí, phước trí tuệ thưa quý vị. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ thế gian đâu, mà là trí tuệ làm nền tảng để đạt được trí tuệ xuất thế gian, là thoát khỏi sự sinh tử luân hồi. Thì để tăng thêm phần phước báo cao thượng ở đó, theo lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển Pali, thì trước khi mà làm một thiện nghiệp gì thưa quý vị, thì hàng tứ chúng, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sư nam và cần sư nữ, nên có cái nền tảng giới hạnh trong sạch. Cho nên là bây giờ sư sẽ hướng dẫn quý vị mình thọ trì tam quy và ngũ giới, để cho mình nội tâm mình có cái nền tảng giới hạnh trong sạch. Khi mình làm cái thiện nghiệp gì nó cũng thù thắng. Bây giờ mời quý vị đọc theo sư ha. Kính bạch chư đại đức tăng. Chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, nơi tam bảo để vân giữ hành theo, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích, cho được sự lợi ích lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính, con xem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba, xin quy y Tăng lần thứ ba. Phép quy Tam Bảo tròn đủ với có bấy nhiêu, quý vị nói dạ xin vâng. Dạ xin vâng. Dạ xin vâng. Bây giờ là quý vị đọc theo sư, mình phần mình thọ trì tam quy đã thành tựu ha. Bây giờ mình thọ trì ngũ giới ha. Con xin vâng giữ điều học, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự sát sanh, sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự trộm cắp, sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự tà dâm, sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự dễ vui, sự dễ vui uống rượu, uống rượu và các chất say, và các chất say. Kính thưa quý vị, sau khi quý vị đã thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, quý vị hãy cắn cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch từ đây cho đến trọn đời, chớ nên dễ vui, vì quả phước của thọ trì tâm quy và ngũ giới là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dưới giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dưới giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dưới giới. Bởi các cái ấy, quý vị hãy thọ trì giới luật trong sạch, đừng để lắm nhơ. Dạ xin vâng. Dạ xin vâng.
À, kính thưa quý vị, trước khi bước vào buổi học chính thức á, thì sư muốn ôn lại cho quý vị á, những cái ân đức á, mà chúng ta học vừa qua. Có nghĩa là mình ôn lại một cách tóm tắt thôi ha, nhằm mục đích chính là mình ghi nhớ, có sự ghi nhớ thì mình mới đem mà thực hành quý vị. Mình thực hành đúng đắn thì mình mới đem lại kết quả an lạc ngay trong hiện tại nè, và ngay trong tương lai, và đặc biệt là cái kết quả đó nó đạt được sự an lạc tối thượng, đó là niết bàn. Để ôn lại cái ân đức của bài trước thì sư sẽ nói một cách đọc ngắn, cách ngắn gọn ha, cho quý vị nắm được ha. Ý nghĩa của chính ân đức Phật bảo, thứ nhất, ân đức thứ nhất chúng ta đọc là Đức Thế Tôn hiệu Á Ra Hăng. Ý nghĩa tóm tắt của ân đức này là sao? Có nghĩa là Đức Thế Tôn hiệu Á Ra Hăng, bởi vì Đức Thế Tôn là bậc cao thượng, có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Ý nghĩa ân đức thứ hai là Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho. Ý nghĩa là Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, không còn dư sót. Đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong cõi giới chúng sinh. Do đó gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị. Ân đức thứ ba, Đức Thế Tôn hiệu Vicca Charana Sampanno. Có nghĩa là Đức Minh Hạnh Túc là bậc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. Đức Thế Tôn hiệu Sugato. Có nghĩa là Đức Thế Tôn là bậc thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sanh. Đức thứ năm là hôm nay, chính là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đức Thế Tôn hiệu Lô Cá Quy Đu. Bởi vì Đức Thế Tôn đã thông suốt tam tổng pháp, là bậc thầy thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh, tổng các cõi chúng sanh và tổng các pháp hành. Bây giờ mời quý vị, ngoài việc chúng ta đọc theo sư cái danh hiệu, chúng ta sẽ đọc cái ý nghĩa luôn ha. Rồi mời quý vị đọc theo ha. Đức Thế Tôn hiệu Lô Cá Quy Đu. Đức Thế Tôn hiệu Lô Cá Quy Đu. Đức thông suốt tam tổng pháp. Đức tam là bậc thấy rõ biết rõ. Là bậc thấy rõ biết rõ. Tổng các loài chúng sinh. Tổng các loài chúng sinh. Tổng các cõi chúng sinh. Tổng các cõi chúng sinh. Tổng các pháp hành. Tổng các pháp hành. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô bài chính ha. Thì bài giảng chính hôm nay á, chúng ta bao gồm 6, chúng ta sẽ đi theo qua 6 cái vấn đề. Thứ nhất là ân đức Phật bảo thứ năm á, đọc là gì. Thứ hai là tóm tắt ý nghĩa ân đức Phật bảo thứ năm là gì. Thứ ba là ý nghĩa tam tổng pháp là gì. Thứ tư là ý nghĩa câu kệ trong ân đức. Thứ năm là ý nghĩa chi tiết về từ lô cá, tức là từ ý nghĩa về thế gian, thưa quý vị. Thế gian mà Đức Phật, cái danh hiệu mà thế gian giải của Đức Phật á. Và thứ sáu là niệm ân đức lô cá quy đu như thế nào để mình đạt được cái sự lợi ích theo đúng tinh thần Tam Tạng Kinh Điển Bali và Chú Giải Chính Thống. Thì phần thứ nhất á, là cách đọc, quý vị, cách đọc ân đức Phật bảo thứ năm á, thì quý vị sư đã vừa đọc cho quý vị đó, quý vị cũng đã nắm được rồi đó. Có nghĩa là mình đọc là Lô Cá Quy Đu. Cái nghĩa Việt là thế gian giải, thế gian giải. Cái từ thế gian á, chúc trẻ sư sẽ phân tích rõ cho quý vị hiểu ha. Cái từ giải có nghĩa là, cái từ giải ở đây là mình phải hiểu là hiểu tường tận, hiểu tường tận, hiểu tường tận về thế gian. Khi mà đọc ân đức thứ năm, chúng ta đọc là Ý Tí Bí Sô Phá Gá Hoa Lô Cá Quý Đu. Mời quý vị đọc theo sư ha. Ý Tí Bí Sô. Ý
Tibiso Pagawa Parawa Lokavidu Lokavidu. Đó có nghĩa là ý nghĩa mà nãy sư đã cùng đọc quý vị đó, có nghĩa là đức thông suốt tam tổng pháp là bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh, tổng các cõi chúng sanh và tổng các pháp hành. Thứ hai, chúng ta sẽ bước qua mặt ý nghĩa. Ý nghĩa của cái hồng ân thế gian giải, tức là Lokavidu. Ý nghĩa là Sô Phá Cá Qua, tức là Đức Thế Tôn. Ý tí bí là do Ngài thấy rõ, biết rõ các loài chúng sanh, tổng các cõi giới chúng sanh và tổng các pháp hành. Lokavidu là Đức Thế Tôn, là ân đức thông suốt tam tổng pháp. Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải vì Ngài biết rõ cuộc đời ở mọi phương diện, chúng sanh trong đời, chúng sanh trong cuộc đời này, các hành trong đời. Có nghĩa là Đức Thế Tôn mới là người biết rõ ba cái thế giới, thưa quý vị. Tức nghĩa là thế giới hữu tình, thế giới sinh trú và thế giới tạo tác. Và không có một pháp thế gian nào, nghĩa không có một pháp thế gian nào mà Ngài không biết rõ vậy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái câu kệ mà được đề cập ở trong Quý Sĩ Mắc Cá, tức là Thanh Tịnh Đạo. Thì quý vị có đọc Thanh Tịnh Đạo, quý vị có thấy là cái phần Lokavidu có một cái câu kệ. Bây giờ mời quý vị đọc theo, quý vị đọc theo sư cái câu kệ này ha. Rồi sau đó sư sẽ giải thích cái ý nghĩa sâu xa mà rất hay của cái câu kệ được đề cập, được Ngài Buddha Gosa, vì sao Ngài đề cập ở trong Thanh Tịnh Đạo, ý nghĩa cái câu kệ là như thế nào. Mời quý vị đọc theo ha. Bộ hành không bao giờ đạt được thế giới tận. Đạt được thế giới tận. Không đạt thế giới tận. Không đạt thế giới tận. Không thể thoát khỏi khổ. Không thể thoát khỏi khổ. Do vậy bậc hiền thiện. Do vậy bậc hiền thiện. Thế gian giải thiện tuệ. Thế gian giải thiện tuệ. Đạt đến thế giới tận. Đạt đến thế giới tận. Phạm hạnh được viên thành. Phạm hạnh được viên thành. Với tâm tư định tĩnh. Với tâm tư định tĩnh. Biết được thế giới tận. Biết được thế giới tận. Không ước vọng đời này. Không ước vọng đời này. Không ước vọng đời sau. Không ước vọng đời sau. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có đọc Thanh Tịnh Đạo á, đặc biệt là cái phần ân đức Phật thế gian giải Lokavidu á, thì quý vị sẽ thấy ở trong cái phần này Ngài Luận Sư Buddha Gosa, Ngài đề cập đến cái câu kệ này. Vậy thì do nhân, do duyên gì Ngài lại đề cập cái câu kệ, thưa quý vị? Và câu kệ này là ở đâu? Do ai thiết và liên quan đến ai? Đó, bản thân chúng ta là một người học Phật, khi mà chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu ý nghĩa cái câu kệ này là như thế nào nè, đúng không? Cái điều đó rất là quan trọng. Và nguồn gốc á, nó nằm ở đâu trong Tam Tạng Kinh Điển, và có phải là Phật dạy không? Đó yếu tố tiên quyết á, để khi mà chúng ta học, chúng ta đem ra hành thì mới đem lại lợi ích. Thưa quý vị, cái nhân duyên á, mà Ngài Buddha được khô xá, Ngài đề cập đến câu kệ này nè, là liên quan đến một bài kinh ở trong Tương Ưng. Đó là nằm ở Tương Ưng Thiên Tử, liên quan đến một cái vị thiên tử gọi là Rohitassa. Thì lúc bấy giờ là cái vị này là thiên tử, mình hiểu là cái vị này là một vị chư thiên, thưa quý vị. Vị chư thiên này mới xuống, mới hỏi Đức Phật là như vậy, là bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao bạch Thế Tôn với cái khả năng mà đi du hành đó, thì có thể biết được hay thấy được hay đạt được sự tận cùng của thế giới không? Thì sự tóm lại, sư dùng cái thuần Việt, cái chữ thuần Việt cho quý vị hiểu là như vậy. Là nói tóm lại là cái vị thiên tử này xuống hỏi Đức Phật là bạch Ngài, Ngài cho con hỏi là có cái cách nào, có cái cách nào mà
qua cái việc mà đi du hành đó, đó đi từ nơi này sang nơi khác đó, mà con có thể tìm được cái chân lý đó, mà chỗ đó không có sự sanh nè, không có sự già nè, không có sự chết nè, và con đi đến tận cùng thế giới, chấm dứt cái thế giới này không? Có nghĩa là chấm dứt cái thế giới mà chúng ta gọi là sanh tử luân hồi, thưa quý vị, không có còn chịu chi phối thì sanh tử luân hồi nữa. Đó rất là ý nghĩa mà vị thiên tử hỏi Đức Phật như vậy đó, mà bằng cách bộ hành nha, bằng cách là đi du hành đó nha. Đó thì Đức Thế Tôn ngày mới trả lời là này Đu Hế Tất Xá, không có một cái cách nào mà bằng phương pháp á, mà đi du hành á, đi du hành có nghĩa là đi từ thế giới này sang thế giới kia, đi từ châu này sang châu kia đó, mà có thể kết thúc được chấm dứt được cái sinh tử luân hồi đó, tức là chấm dứt được sanh già bệnh chết đó, rồi biết được cái đâu ra tận cùng thế giới. Thì khi mà được nghe Thế Tôn nói như vậy á, thì vị thiên tử rất là hoan hỷ, thưa quý vị, hoan hỷ có nghĩa là nghe là lần đầu tiên được nghe, chính xác là lần đầu tiên được nghe, rất là hoan hỷ. Và cái vị đó mới nói và bạch ngài, lần đầu tiên con được nghe cái điều nào con rất là hoan hỷ đó. Tại vốn dĩ thưa bạch ngài là trong một kiếp quá khứ, trong một kiếp quá khứ là con từng là một người mà có thần thông, có nghĩa là trong nôm na mình hiểu là trong một kiếp quá khứ cái vị này từng là đạo sĩ đi ha, từng là đạo sĩ có thần thông, mà cái thần thông vị này rất là, cái thần thông của vị này thưa quý vị nó rất là mầu nhiệm, không phải đơn giản à. Mà cái vị này mô tả là cái thần thông là có thể là đi từ, giống như mình đi từ châu Á đi sang châu Âu đi là trong tích tắc à, đó trong nháy mắt à, chứ khoảng chừng có thể trong vòng một bốn tay giống như biến từ chỗ này sang chỗ kia đó, đó cái nghĩa vị này đi khắp suốt như vậy đó, đó vì vậy cái nghĩa là phô diễn cái nghe nói cái khả năng của mình cho Thế Tôn biết là con có năng lực thần thông, con nó nhanh vậy đó, con đi suốt vậy đó, đi từ chỗ này chỗ kia và bay lên hư không này đó. Nhưng mà rồi sao? Ở đây một cái đoạn này nè, là để chúng ta thấy, chúng ta hiểu được là cái vị giới năng lực thần thông vị này nha, vị này mới nói là như vậy: dầu cho tốc lực của con có mau đến như vậy, và dầu cho con cứ bước dài đến như vậy, và dầu cho con không có dừng để ăn hay uống hay nhai hay nếm, dầu cho con không có đại tiện tiểu tiện, dầu cho con không ngủ không có bị mệt nhọc không trừ cấu uế, dầu cho trăm năm là tuổi thọ thường tình, dầu cho trăm năm của mạng sống là thường tình, tuy như vậy con đi hơn 500 năm và bị mệnh chung, có nghĩa là chết thưa quý vị, thì con cũng không đạt được tận cùng thế giới. Thì cái nghĩa đoạn này là sao? Cái nghĩa đoạn này là cái vị này nói với Đức Thế Tôn là cái năng lực thông con á, trời ơi, con đi tìm hiểu thế giới á, có nghĩa tìm hiểu từ thế giới này sang tìm hiểu thế giới khác, thậm chí nôm na này mình thể hiểu là cái năng lực thần thông vị này á, có thể đi xuyên từ cái galaxy này sang galaxy khác à, từ cái thiên hà này sang thiên hà khác thưa quý vị, mà đi suốt gì nghe, không ăn không nghỉ không tiểu tiện không đại tiện đó, không ngừng nghỉ mà đi suốt như vậy, mà đi từ một trăm năm 200 năm rồi 500 năm rồi thậm chí đi tới chết luôn á, đi tới cái điểm chết luôn, nhưng mà con vẫn không tìm được tận cùng của thế giới. Quý vị thấy ghê không? Đó. Rồi khi đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết tiếp, ngài nói là này Ruhi Tát Xá, mặc dù là ta tuyên bố là cái việc mà đi du hành như vậy đó, có thần thông đi du hành như vậy đó, là không thể nào mà biết được tận cùng thế giới hay là chấm dứt được cái việc sanh tử luân hồi. Nhưng mà ta biết cái gì là khổ và cái gì là đoạn diệt của khổ. Tức là cái đoạn này ngài nói về tứ đế, thưa quý vị. Tức là ngài biết, ngài nói là tuy là ngài tuyên bố là cái cách mà đi du hành như vậy đó, mặc dù có thần thông đi từ galaxy này sang galaxy nọ, không giải quyết rốt ráo vấn đề, vẫn còn bị chi phối bởi sinh tử luân hồi, vẫn còn trong tam giới à, nó không giải quyết được. Mặc dù có năng lực thần thông dữ dằn cỡ nào, nhưng mà ngài tuyên bố là bản thân ngài biết được cái cách đó mà chấm dứt của khổ đau. Đó là gì? Ngài biết được đâu là biết gì là khổ, khổ đế, cái gì là tập đế, cái gì diệt đế, cái gì là đạo đế. Thì khi đó cái vị thiên tử này nè rất là hoan hỷ, thưa vị, hoan hỷ và thọ trì cái lời dạy của Thế Tôn. Cho nên đó
Bởi vì sao á, là sư trong cái đoạn này nè, được ngài Bố Thái Cô Xá ngài đề cập á, đề cập trong chánh kinh, tức là bài kinh nể trong Tương Ưng Thiên Tử được đề cập, để qua cái sự việc này, tại sao là ngài Bố Thái Cô Xá lại còn ngài có ẩn dụ ngài để đề cập cái này, thưa quý vị. Mục đích chính là vì biết sao, là ngài qua cái ẩn dụ đó, ngài Bố Thái Cô Xá muốn cho chúng ta biết rằng á, là có cái những cái vị đạo sĩ có năng lực thần thông nó rất là siêu việt, không là đi từ cái thế giới này sang thế giới kia nhưng mà vẫn không chấm dứt được khổ đau, nhưng mà chỉ có Đức Phật ngài biết rõ những cái điều đó, cho nên là ngài á, cái khả năng biết của ngài á, khả năng biết về thế gian đó, cho nên là ngài giúp, ngài giải tường tận cho chúng sanh để chúng sanh á, thoát khỏi một khổ đau. Đó là cái ý nghĩa vì sao mà được ngài cái câu kệ nè, được ngài Bố Thái Cô Xá đề cập trong đây. Một lần nữa nha, trước khi qua câu kệ này, xin muốn nhắc lại là cái bài kinh câu kệ này nè, là nằm trong Tương Ưng Thiên Tử. Thì sư cũng mong là quý vị sẽ đọc bài kinh này để mình đọc từng câu từng chữ Phật ngôn để mình thấm nhuần hơn, không? Để mình từ lấy đó là mình làm cái động lực mình tu tập. Đó là cái ý nghĩa mà vì sao mà lại có câu kệ này ở trong Thanh Tịnh Đạo. Mà nhiều khi mình đọc qua Thanh Tịnh Đạo, mình thấy câu kệ này cái mình hiểu, ủa tại sao cái câu kệ này là sao ta, ý nghĩa câu kệ này sao ta, câu kệ này ở đâu trong tâm tạng, không? Lỡ có ai hỏi mình á thì mình cũng biết cái nguồn gốc á, cái này là câu kệ này là không phải ngày Bút Thác Của Sáng ngày chế đâu nha, mà là trong Tam Tạng Kinh Điển Bali, trong Chánh Kinh đó, liên quan đến câu chuyện cái sự đối đáp giữa câu hỏi giữa vị thiên tử và cái câu trả lời của Đức Phật. Và kế tiếp đó là sư sẽ nói về cái điểm đặc biệt liên quan đến Cần Đức Lục Cá Quý Đu. Xin thưa quý vị là trước khi mà nói về cái trí tuệ đặc biệt của một vị Phật toàn giác mà vị Phật của mà chư Phật độc giác và bậc thanh văn không có được, thì sư sẽ giải về cái từ lô cá một cách tóm tắt cho quý vị hiểu nha. Từ lô cá tóm tắt ở đây là có ý nghĩa là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành và sự hoại của ngũ uẩn của mình gọi là lô cá. Thì cái từ lô cá mà tóm tắt thì quý vị hiểu là thứ nhất là tổng các loài chúng sanh, thứ hai là tổng các cõi giới chúng sanh, và ba là tổng các pháp hành. Có nghĩa là khi mình học đến ân đức này, đôi khi nhiều quá mình không hiểu tổng quan hết, nhưng mà lỡ khi mà có ai hỏi mình là bạn ơi cho tôi hỏi là cái tôi nghe nói là ân đức thế gian giải á, có nghĩa là giải thì tôi hiểu rồi, có nghĩa là ngài biết từ giải ở đây á, là Đức Thế Tôn ngài hiểu tường tận về thế gian, nhưng mà cái từ thế gian ở đây là thế nào, thì ít nhất mình nhớ giùm sư ba cái này thôi, mình trả lời thôi. Thứ nhất là cái thời thế gian có ba nghĩa. Thứ nhất là Thế Tôn hiểu tổng loài các chúng sanh, thứ hai là tổng các cõi giới chúng sanh, và thứ ba là tổng các pháp hành. Đó, mình trả lời tóm tắt vậy là chuẩn rồi, đúng không? Và chưa trường hợp mình không hiểu, còn mình không có thời gian, hay là không cái khả năng của mình đó, mình không thể hiểu mà tổng quát nữa, thì mình hiểu tóm tắt là như vậy. Cái thứ tư á là sư muốn cập quý vị á, là Đức Thế Tôn có hai loại trí tuệ đặc biệt mà chư Phật độc giác và bậc thánh thanh văn không có, đó là gì? Cái từ thứ nhất từ Bali á, gọi là Indriya Paro Pariyatta Ñana, có nghĩa là trí tuệ biết rõ căn duyên cao thấp của mỗi chúng sinh. Cái thứ hai là Asaya Nusaya Ñana, có nghĩa là trí tuệ biết rõ phiền não ngấm ngầm, thiện nghiệp ác nghiệp của mỗi chúng sanh. Cho nên Đức Thế Tôn có khả năng đặc biệt thông suốt tam tổng pháp. Quý vị hãy lưu ý cái điểm này nha. Có nghĩa là hai loại trí tuệ đặc biệt này chỉ có Phật toàn giác ngài có thôi, còn Phật độc giác và bậc thánh thanh văn không có. Cho nên cái điểm này quý vị note lại em sư nha. Điểm chính nè. Đó, để mình thấy được cái sự đặc biệt trong cái ân đức Lô Cá Quý Đu. Nếu mà mình hiểu được, mình nhớ được cái tam tổng pháp á, là chúng sanh, có nghĩa là Đức Thế Tôn hiểu về tất cả các cõi của chúng sanh hữu tình, là hiểu về các loài chúng sanh và hiểu về các pháp hành của chúng sanh,
là xuất sắc rồi, đối xử là gì là tốt rồi. Nhưng mà nếu mình nói thêm được hai cái điểm này nè, hai cái điểm mà đặc biệt mà chỉ có Phật toàn giác có thôi, mà chư Phật độc giác hay là chư Phật thanh văn giác không có, thì nó lại tốt hơn nữa. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ đi vào cái câu kệ số 38 ở trong Quý Sư Thí Mắc Gá, tức là trong Tịnh Đạo. Thì trong câu kệ này á, Ngài Bút Thái Cổ Xá Ngài có đề cập như vậy: cũng vậy, do những lời, một thế giới, một loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn, tức là vật thực đó. Hai thế giới tức là danh và sắc, ba thế giới tức là ba loại thọ, bốn thế giới tức là bốn loại thức ăn, năm thế giới tức là năm uẩn, kể như năm đối tượng chấp thủ, và sáu thế giới là sáu nội xứ, và bảy thế giới tức bảy thức, và tám thế giới là tám pháp thế gian, và chín thế giới là chín chỗ ở của hữu tình, và mười thế giới là mười xứ thô, mười hai thế giới là mười hai xứ, và mười tám thế giới là mười tám giới. Thì quý vị xem trong Thanh Tịnh Đạo có một cái đoạn câu kệ là Ngài Bố Thác Cô Sáng Ngài đề cập như vậy. Cái câu kệ là cực kỳ sâu sắc thưa quý vị, cực kỳ sâu nha. Chúng ta buộc phải nên biết luôn, sư phải dùng buộc phải nên biết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta học xong cái phần ân đức Lô Cá Quy Đu này, mà lỡ có ai hỏi mình: ủa bạn ơi, bạn cho tôi hỏi là cái câu kệ số 3, trong cái câu kệ số 38 này nè, thì Ngài Bồ Tát Cổ Xá Ngài có đề cập tương tự như vậy mà nãy sư vừa đọc, mà một thế giới là mỗi loài hữu tình đều tồn tại như thức ăn, là ý nghĩa là sao? Mà ở đây lại nói hai thế giới danh sắc, mà danh sắc là sao, đúng không? Và ba loại thọ là sao? Ba loại thọ là bao gồm những gì mà tính lại là ba, đúng không? Gọi là bốn loại thức ăn là gì đó. Nếu mà mình không hiểu là mình học rồi mình không hiểu là người ta hỏi mình là mình ú ớ luôn nha. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi vậy á, quý vị phải hiểu á, là trong Thanh Tịnh Đạo có những cái câu kệ, đôi khi chúng ta đọc qua từng câu từng chữ chúng ta đọc qua, nhưng mà nếu chúng ta mà không có chú tâm á, chúng ta bỏ qua đó, bỏ qua những cái câu kệ đó, mà chúng ta không biết được ý nghĩa nó sâu sắc, rồi đôi khi mình hiểu nó không có rõ, thì cái việc mà thực hành của mình á, cái việc thực hành mình á, nó sẽ không đem lại lợi ích. Bởi vì sao sư lại nhấn mạnh việc này? Giống như quý vị đi là một cái người thích về cái nghề bác sĩ, thì trong cái làng quý vị đi, trong cái ngôi làng quý vị thì có một người đó là giỏi về y thuật, mà lẫn về, nghĩa là cái vị này á, người ta gọi là lẫn có tài lẫn có đức luôn đó. Thì chính như vậy á, giống như là mình hiện tại bây giờ mình gọi cái vị đó giống như là gọi là mình có cái thần tượng vị đó gì đó, thần vị đó, mình mới hướng theo cái vị đó để mình tu tập, để mình làm một vị bác sĩ vị có tài có đức, đúng không? Thì mình muốn hiểu cái người đó như thế nào á, mình muốn tập như vị đó thế nào á, thì mình phải hiểu là hàng ngày cái vị đó là cái khả năng y thuật như thế nào, rồi cái đức cái vị đó như thế nào. Giống như là ngoài cái việc mà y thuật vị đó giỏi, rồi cái đức của vị đó nữa, có nghĩa vị đó làm từ thiện, đúng không? Chính vì như đó đó, mình thấy được những cái tính tốt như vậy á, nó khởi lên trong tâm mình, làm cho mình cái động lực, quý vị hiểu không? Làm cái động lực mình, mặc dù á là thi vô đại học y dược ở đâu, quý vị đâu biết ở đâu phải dễ đâu. Điểm mà toàn là 28, 29 điểm không ạ? Nhưng mà mình thấy cái vị này nè, là y thuật vừa giỏi nữa, mà vừa làm từ thiện, vừa giúp đời nữa. Cho nên dù có khó nhà nhọc cỡ nào thì mình nghĩ đến người đó đó. Đó, mình nghĩ đến cái mình hoan hỷ với cái tài lẫn cái đức của vị đó đó. Cho nên mình dù khó nhọc cỡ nào mình phải cố gắng để mình hướng đến làm một cái người được như một cái vị bác sĩ như vậy. Thì tương tự như vậy á, là quay lại á, cái câu kệ này nè, cũng tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta đọc qua một cách hời hợt á, thì chúng ta không có hiểu được là cái sự hiểu biết sâu sắc của Đức Phật về cái ân đức Lô Cá Quy Đu. Chính vì mình hiểu được, mình hoan hỷ được, quý vị hiểu không? Chính vì mình hiểu được cái ân đức này, rồi mình hoan hỷ cái khi mình niệm cái ân đức này, thì cái hoan hỷ đó nó làm nền tảng cho mình có cái sự an lạc. Thì sự an lạc đó đó làm nền tảng để mình đạt được cận định,
rồi đạt được căn định đó, đó mình làm nền tảng để tu thiền tuệ đó. Thiền tuệ là tu thiền tuệ để mình làm gì? Để mình sớm ngày chấm dứt sinh tử luân hồi. Cho nên cái điều mà mình hiểu rõ rất là quan trọng. Bây giờ sư sẽ giải cho quý vị hiểu rõ về cái ý nghĩa sâu xa của cái câu kệ này nha. Một thế giới, mỗi lời hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn vật thực. Thì cái này quá dễ ha. Có nghĩa là ở đây là cái này là hoàn toàn là nghĩa đen. Hoàn toàn là nghĩa đen chứ không nghĩa bóng ở đây. Có nghĩa là mọi lời hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Thì thức ăn là tương tự, đã nói hữu tình thì thức ăn là tương tự như mỗi loài, thưa quý vị. Giống như con người chúng ta đây, thì chúng ta ăn đó, vật thực chúng ta thì quý vị hiểu rõ ha. Giống như côn trùng dế thì nó có thức ăn riêng của nó, không phải vì các vị chư thiên thì nó có thức ăn riêng của các vị chư thiên. Đó cho nên là cái câu kệ số 1 này là khá là rõ rồi. Nó không có nghĩa bóng, hoàn toàn nghĩa đen. Chúng ta đã hiểu được ha. Cái ý nghĩa thứ hai là hai thế giới là danh và sắc. Danh và sắc ở đây á, liên quan đến vị diệu pháp, thưa quý vị. Là danh, tức nếu mà có ai hỏi mình, ủa cho tôi hỏi là trong Thanh Tịnh Đạo á, có nói là trong câu kệ nè, ân đức Lô Cá Quý Đu nè, có nói hai thế giới danh là sắc, vậy danh là gì mà sắc là gì? Thì mình nhớ giùm sư nha. Danh tức là tâm sở đó, mình chỉ cần nhớ vậy thôi, đơn giản thôi. Thật sự còn nhiều vấn đề trọng lắm, nhưng mà chỉ cần mình nhớ là danh tức là tâm sở. Còn sắc tức là toàn bộ sắc pháp đó, mình chỉ cần nhớ một cách đơn giản thôi đó. Khi mình người ta hỏi mình thì mình trả lời được như vậy là nó là xuất sắc rồi, hiểu một cách đơn giản thôi. Còn thứ hai là có ai hỏi mình, cho tôi hỏi, trong đây có đề cập là ba loại thọ, vậy ba loại thọ là cái gì? Trả lời được giúp sư ba cái loại thọ này thôi ha, đã là giỏi rồi. Ba loại thọ ở đây tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Cái thọ ở đây là đang nói về thọ thân như vậy, cái thân nha, cái cảm giác trên thân đó. Cái thọ đây là nói là cảm giác trên thân đó, có nghĩa là cảm giác trên ba loại thọ, tức là cảm giác trên thân bao gồm là cảm giác dễ chịu là gọi là lạc đó, rồi khổ gọi là đau đớn đi ha, rồi không lạc không khổ mình gọi là cảm giác là gọi trung tính thọ. Có nhiều nơi dịch gọi là trung tính thọ hay là gọi thọ xả đó, nhưng mà mình phải hiểu trong trường hợp này mà nói về ba loại thọ tức là thọ về thân chứ không phải thọ về tâm . Rồi kế tiếp, nếu một ai hỏi mình, vậy cho tôi hỏi là bốn loại thức ăn, vậy bốn loại thức ăn là gì? Thì mình trả lời được như vậy là giỏi nha. Bốn loại thức ăn đó chính là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì cái phần mà bốn loại thức ăn này, thưa quý vị, sẽ liên quan đến bài kinh Trung Bộ Chánh Chi Kiến mà vào thứ bảy này nè, sư sẽ giảng cho quý vị. Bốn loại thức ăn này cũng khá là phức tạp, cho nên là quý vị nào mà muốn hiểu sâu thêm bốn loại thức ăn này là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực, thì mời quý vị tham gia cái buổi kinh Trung Bộ ha, vào thứ bảy này. Đó là bốn ha. Còn đề cập tiếp, năm uẩn kể như năm đối tượng chấp thủ. Vậy năm uẩn ở đây là gì? Bây giờ cái câu này thì thấy cũng dễ nha, thấy cũng dễ. Bây giờ cái vị nào có thể là Xuân Phong trả lời câu hỏi nào? Tại thì câu này cũng dễ á. Dạ mô Phật, thưa sư, năm uẩn chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức ạ. Rồi, mấy vị trả lời sa thú ha. Sa thú. Dạ, trong trường hợp này thì sư ghi nhận cái câu trả lời đó là chính xác, thưa quý vị. Có điều ở trong Thanh Tịnh Đạo thì có một cái điểm thêm thôi, một điểm thêm mà mình phải nhớ thôi, là trong đây đề cập là năm uẩn thủ. Tại vì cái từ năm uẩn thủ thì nó có nghĩa là đơn thuần á, cái năm uẩn mình đại diện cho danh và sắc hay là thân và tâm á, thì nó là bình thường. Nhưng mà ở đây á, lại gặp đến chữ thủ, có nghĩa là nó liên quan đến cái phần thập nhị nhân duyên, mà phần mà ái duyên thủ, thưa quý vị. Cho nên là trong trường hợp này á, cái năm uẩn á, mình phải hiểu là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức hành uẩn. Mà cái vấn đề này cũng liên quan đến diệu pháp, cho nên cũng ít người biết về cái gọi là ngũ uẩn thủ á. Cho nên là sư chỉ hỏi cho cái cách mà để vị này, cái vị này là trả lời cho nó đơn giản, cho nó đúng thôi. Nhưng mà đúng, đúng không? Vậy là đúng, vậy là tốt rồi.
không? Còn cái việc mà chư thủ sao nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà như vậy là quá tốt rồi, không? Năm uẩn gì trả lời quá tốt rồi. Rồi cái tiếp là sáu nội xứ. Trong câu kệ nó có gặp sáu nội xứ. Vậy sáu nội xứ ở đây là cái gì? Thưa quý vị, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Đó, nhãn là con mắt, còn nhĩ là cái tai, còn tỷ là cái mũi mình, thưa quý vị. Rồi thiệt là cái vị đó. Đó, rồi thân mình rõ ha, và ý xứ thì quý vị biết là nghĩa là suy nghĩ mình đó. Đó. Là nếu mà ai hỏi mình nha, sáu nội xứ thì mình trả lời được kim sư là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đó là cái ý nghĩa mà sáu cái nội xứ đề cập trong thanh đạo. Rồi kế tiếp là đề cập đó là bảy thức. Vì bảy thức ở đây là cái gì? Cái này bắt đầu hơi phức tạp thưa quý vị. Bảy thức chú này là được đề cập ở trong kinh trường bộ thưa quý vị, trong bài kinh thập thượng đó. Bảy thức chú có nghĩa là thân dị tưởng dị, tức là thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau như là nhân loại và chư thiên. Là sao? Có nghĩa là đầu tiên đề cập đó là thân dị. Thân dị có nghĩa là cái thân hình đó, dị là nghĩa là khác. Tưởng là đây tư tưởng, cái tư tưởng cũng khác luôn. Có nghĩa là thân hình khác và tư tưởng khác đó. Đó là ví như là nhân loại chư thiên và một số chúng sanh trong địa ngục là có cái thân hình khác và cái tư tưởng khác. Là cái thứ nhất trong cái bảy thức. Cái thức thứ hai á, cái bảy thức chú thứ hai á là thân dị tưởng đồng, tức là thân hình khác nhau nhưng tư tưởng giống nhau, như là các vị phạm chúng thiên ở tầng sơ thiền. À, có nghĩa là các vị phạm chúng thiên ở tầng sơ thiền là có gì có thân hình giống, thân hình là khác nhau nè, nhưng mà cái tư tưởng của họ, cái suy nghĩ của họ giống nhau. À, rồi kế tiếp cái thứ ba. Cái thứ ba trong bảy cái thức chú của chúng sanh đó là gì? Là thân đồng mà tưởng dị. Có nghĩa là thân hình giống nhau nhưng tư tưởng khác nhau, giống như là các vị Quan Âm Thiên ở tầng nhị thiền. Đó. Rồi kế tiếp ha. Kế tiếp là thứ tư ha, là thân đồng tưởng đồng, tức là thân hình giống nhau và tư tưởng cũng giống nhau, như là các vị Biến Tịnh Thiên ở tầng tâm thiền. Ừ. Rồi kế tiếp ha là không vô biên xứ, là vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả các hữu đối tượng, không còn suy tư đến bất luận một loại. Ở trên thưa quý vị sẽ đọc lại cho quý vị rõ nghe, tại cái từ này nó hơi khó. Không vô biên xứ có nghĩa là vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối tượng, không còn suy tư đến bất luận một vị loại tưởng, như là các vị không vô biên xứ thiên ở cõi vô sắc giới. Đó là cái hạng mà trong bảy thức chú thì cái loại mà thứ năm nó như vậy. Và loại thứ sáu là gì? Gọi là thức vô biên xứ, tức là vượt khỏi không vô biên xứ, chỉ có tưởng thức là vô biên, như là các vị thức vô biên xứ thiên ở cõi vô sắc giới. Và cuối cùng trong bảy thức chú là vô sở hữu xứ, tức là vượt khỏi thức vô biên xứ, chỉ có vô sở hữu, lấy đề mục không có chi cả làm cảnh giới, như là các vị vô sở hữu xứ thiên ở cõi vô sắc giới. Thì nếu mà bây giờ sẽ tóm tắt lại quý vị cho quý vị dễ hiểu ha. Nếu mà có ai hỏi chúng ta trong cái câu kệ đó, hỏi chúng ta là bảy thức, vậy cho tôi hỏi là cái bảy thức là gì, thì mình sẽ trả lời như vậy. À, bảy thức đó tính là bảy thức chú, bao gồm là thân dị tưởng dị, thứ hai là thân dị tưởng đồng, thứ ba là thân đồng tưởng dị, thứ tư là thân đồng tưởng đồng, kế tiếp là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Đó là bảy cái thức mà nói đúng hơn là bảy thức chú của chúng sanh mà được đề cập trong câu kệ, thưa quý vị. Rồi lại nữa đây đề cập là tám thế gian pháp. Vậy tám pháp thế gian là gì, thưa quý vị? Tám pháp thế gian là bao gồm là được lợi lộc và không được lợi lộc, danh vọng và không danh vọng, chê và khen, sướng và khổ. Đó là tám pháp thế gian. Mình gọi cái thuật ngữ này nè, có một thuật ngữ khác mà người học Phật mình có thể nghe, gọi là bát phong độc, thưa quý vị. Bát phong độc á, tiếng là tám cái pháp này nè, nó chi phối cho mình, khiến cho nó khiến cho mình bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi đó. Đó thì ở đây là tám pháp thế gian chính là lợi lộc không lợi lộc, danh vọng không danh vọng, chê và khen, sướng và khổ. Có nghĩa là
tám pháp nó chia thành bốn cặp, nó đi nó đối xứng với nhau. Kế tiếp là chín chỗ ở của hữu tình. Trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập là chín chỗ ở hữu tình, thì chúng ta phải trả lời được là chín chỗ ở hữu tình là gì. Thì giải ra đây là chín chỗ ở hữu tình, tình đó, tức là chín chú xứ của loài hữu tình. Tức là sao? Thứ nhất là thân vị tưởng vị, thì tương tự như cái kia, chỉ có thêm một đề địa vài điểm này ha. Có nghĩa là thân vị tưởng vị, có nghĩa là thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, như là nhân loại, chư thiên và một chúng sanh trong địa ngục đó. Rồi lại là thân vị tưởng đồng, rồi thân đồng tưởng vị, rồi thân đồng tưởng đồng, vô tưởng vô thọ, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là cái chính cái chỗ ở hữu tình, hay mình còn gọi là chính cái chú xứ của loài hữu tình. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ nhiều khi mình thấy cái câu kệ nó ngắn, mà khi mà giải ra nó rất là phức tạp. Đó, bây giờ khi mình nắm được cái này ha, lỡ mà có ai hỏi, mình học Thanh Đạo xong mà có ai hỏi mình tới cái phần mà bảy cái thức chú hay là chín thức chú nè, thì mình chỉ cần trả lời được cái tóm tắt thôi là mình đã là đối với sư là quá giỏi rồi. Tại cái phần này thuộc dạng phần khó. Rồi kế tiếp ha, là trong câu kệ có đề cập là 10 thế giới. Vậy có người mình hỏi, ủa 10 thế giới, 10 xứ thô nè, 10 xứ thô là gì? Xin thưa quý vị, 10 xứ thô này là nó chia thành 5 cặp. 5 cặp, 5 nhân 2 là 10 đó. Có nghĩa là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ và thân xứ và xúc xứ. Đó, đó là cái 5 cái cặp mà khi mà lỡ mình người ta hỏi mình là 10 cái xứ thô. Ở trong Thanh Đạo đề cập đó là 10 xứ đó là cái gì? Thì mình trả lời được, đó là tương tự như vậy ha. Kế tiếp là 12 thế giới là 12 xứ. Thì 12 xứ này là bao gồm nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Thì cái này dễ lắm, cái này quý vị sạch trên Google được. Riêng cái phần mới nãy 10 xứ thô quý vị sạch có nó sẽ khó, nhưng mà quý vị riêng cái phần mà 12 xứ này nè, quý vị sạch trên Google dùm sư là 12 xứ là cái gì? Tại liên quan đến vị diệu pháp thì quý vị sẽ hiểu rõ. Ha. Có nghĩa là có ai hỏi mình tới phần này á, mình trả lời được, nó sạch Google được. Và cuối cùng á, cái câu kệ cuối cùng trong cái câu kệ nói về đó là 18 thế giới, tức là 18 giới. Cái 18 giới này là cũng quý vị cũng có thể sạch được luôn. Tại vì nó khá là dài á, cho nên là thời gian này cũng có hạn. Cho nên là sư quý vị muốn biết về 18 giới thì quý vị sạch giùm sư 12 xứ 18 giới ở trên Google á, thì quý vị sẽ rõ. Xin nhấn mạnh đó nha, 12 xứ 18 giới này là trong quý vị sạch thêm là vi diệu pháp nữa, vi diệu pháp ở trong tâm tạng kinh điển Bali, thì vị sẽ hiểu rõ về 12 xứ 18 giới này là cái gì. Rồi vừa rồi là mình đã giải quyết được ha, giải quyết được cái gọi là cái câu kệ đó. Vị thấy câu kệ phức tạp chưa? Mặc dù rất là ngắn, thì đọc lại có vị cho quý vị để vị hiểu rõ nè. Đó. Thấy nó ngắn nhưng mà nó giải ra rất là dài. Cũng vậy, do những lời một thế giới một loại hữu tình đều tồn tại như thức ăn, hai thế giới danh sắc, ba thế giới ba loại thọ, bốn thế giới bốn loại thức ăn, năm thế giới năm uẩn kể như năm đối tượng chấp thủ, sáu thế giới sáu nội xứ, bảy thế giới bảy thức, tám thế giới tám pháp thế gian, chín thế giới chín châu ở hữu tình, 10 thế giới 10 xứ thô, 12 thế giới 12 xứ, 18 thế giới tức là 18 giới đó. Thì qua cái câu kệ này nè, qua những cái điều mà sư vừa giải đáp cho quý vị đó, thì các thế giới hành này nè là ngài biết tỏ tường hết đó, quý vị biết không? Mình học nãy giờ mình học có vẻ vất vả gì, mình giải vất vả những cái đó. Nhưng mà mình quý vị phải hiểu là với năng lực của Phật Toàn Giác thì ngài biết rõ tương tận những cái mà sư vừa giải ra cho quý vị hiểu đó. Đó. Và ngài biết thói quen của tất cả hữu tình, biết những khuynh hướng nội tâm của chúng, biết tánh tình của chúng, biết sở thích của chúng, biết rõ chúng có ít bụi trong mắt hay nhiều bụi trong con mắt, có kẻ lợi căn, có kẻ động căn, thiện hạnh ác hạnh, dễ dạy hay khó dạy, có khả năng chứng đắc và không có khả năng. Thế giới những loài hữu tình này được ngài biết đến trên mọi phương diện. Đó là cái câu mà chốt lại cái câu kệ mà cái sự hiểu biết của Đức Thế Tôn về thế giới. Bây giờ sư sẽ đi về cái sâu sắc về cái sâu hơn về cái nghĩa mà cái lô cá nha, mà nãy sư đề cập đó. Có nghĩa là cái thế gian đó bao gồm là thế gian hữu tình nè, rồi cái cõi của các chúng sanh đã sinh sống nè, và thứ ba là cái pháp hành chúng sanh đó.
Thì ý nghĩa của chữ Loka là sao? Thế nào gọi là các tổng loài chúng sanh? Thì xin thưa quý vị, nói về chúng sanh đó, chúng sanh thế giới thì có bốn loại, đó là gì? Nõn, thai, thấp hóa. Như thai sinh đó, thai sinh giống như là chúng ta đây, có nghĩa là chúng sinh trên từ bụng mẹ như loài ngựa, loài voi, loài châu bò rồi đó, chúng ta gọi là thai sinh. Thứ hai là noãn sinh, tức là chúng sinh sinh từ như là trứng gà, trứng vịt đó, rồi chim rồi đó, gọi là noãn sinh. Thấp sinh nghĩa là chúng sanh sinh từ nơi ẩm thấp như con dồi, con dung, vân vân. Thứ tư là hóa sinh. Cái hóa sinh này mới đặc biệt thưa quý vị. Hóa sinh này là có nhiều chuyện để nói trong kinh tạng nè. Cái hóa sinh này ở trong ân đức á, Luca Quy Đu á, thì có ghi là chúng sinh hiện hữu ngay tức thì như chư thiên phạm thiên, loài ngạ quỷ, Atula, chúng sinh địa ngục, con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này. Cái vấn đề là cái đoạn cuối nữa quý vị, tại sao mà nói là con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này mà lại là hóa sanh? Cái vấn đề liên quan đến bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn thưa quý vị. Tức là trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn là lúc mà trái đất mới hình thành thưa quý vị, trái đất mà mới hình thành đó, thì khi đó tuổi thọ, khi đó các vị mà phạm thiên á mới thấy lạ, nói chung mới thấy là lạ, giống như là mới thấy là ở dưới mình gọi là mình dùng cái từ mà dân gian dễ hiểu nha, giống như ở dưới trần á nó có cái gì lạ lạ à, đi xuống dưới chơi đi. Đó, thì khi các vị phạm thiên á đi xuống dưới chơi, đi xuống dưới cái quả đất mới hình thành đó, quả địa cầu mình đã mới hình thành nè. Đó, xuống chơi. Rồi xong khi mà xuống chơi như vậy thưa quý vị. Rồi trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn mô tả là lúc đó đất á, toàn đất á, nó có cái vị ngọt như mật ong á. Đó, rồi khi đó mới tò mò, do cái tò mò thấy vị thấy cái tò mò nguy hiểm không? Tò mò rồi mới nếm cái vị đó. Thì khi nếm vị đó tâm tham khởi lên. Thì khi đó là mất thì vị, mất đi cái năng lực mà của phạm thiên, là lúc đó hóa sanh làm con người. Đó cho nên tại sao mà ở đây lại nói là cái con người đầu tiên xuất hiện trái đất là do hóa sanh. Cho nên là nếu mà xét về mặt khoa học thưa vị, khoa học á mà nói là cái sự hình thành của thế giới là con người chúng ta từ đâu á, có thể là nói là thuyết tiến hóa của Darwin này nọ rồi đó, không? Quý vị biết ha. Nhưng mà nếu mà nói về kinh tạng nha, kinh tạng á quý vị phải nói là cái con người đầu tiên là do hóa sanh, do từ phạm thiên hóa sanh xuống. Đó, con người đầu tiên trái đất này. Như vậy. Rồi cái trường hợp hóa sanh đặc biệt nè, sư kể trường hợp hóa sanh đặc biệt cho quý vị biết ở trong kinh tạng nè. Trong trường hợp trong kinh tạng có hai trường hợp hóa sanh rất đặc biệt. Thứ nhất là ai? Thứ nhất là bà kỹ nữ Ambabali. Bà kỹ nữ rất là nổi tiếng thưa quý vị, ở thành Wesali. Bà kỹ nữ này á, là trong chú giải có ghi á, là bà là được hóa sanh ở cái vườn xoài. Hóa sanh ở vườn xoài, ở dưới gốc xoài đó. Thì khi đó là có người mới nhặt về nuôi. Nhớ không có lầm thì như là ông vua hay sao đó, hay là một cái vị đại gia đó mới nhặt về nuôi. Nhưng mà cơ bản là bà hóa sanh ở vườn xoài. Đó trường hợp là bà là người nghe, người nhưng mà hóa sanh nha. Cái trường hợp thứ hai á, là ông Bokhara Sa Dí là ông này sao? Ông này là ổng hóa sanh trong hoa sen. Bởi vì sao? Bởi vì cái đại nguyện của ổng á là cái năng lực thiện nghiệp của ổng. Rồi ổng cộng thêm cái sự chú nguyện, ông nói là không, tôi không có muốn sanh, tôi không muốn trong tương lai á, tôi tái sanh vào cái bào thai của người mẹ nữa, nhưng mà tôi muốn tái sanh vào cái hoa sen. Đó, cho nên trong thời Đức Phật nha, trong thời Đức Phật là có hai trường hợp hóa sanh đặc biệt đó. Thứ nhất là bà kỳ nữ Babali nè, bà tái sanh ở trong cái gốc xoài nè, ở dưới trong khu vườn xoài. Và thứ hai là ông Bokhara Sa Dí là ông hóa sanh ở trong hoa sen. Đó trường hợp là trường hợp hóa sanh mà đặc biệt. Sư diễn giải thêm cho quý vị hiểu. Thì tại sao lại sư đề cập vấn đề này? Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn biết rõ mọi cái chúng sanh như vậy nè, nõn thai thấp hóa ngài biết hết. Đó, chính như vậy là ngài mới có hồng danh Loka Quy Đu. Còn cái thứ hai là ý nghĩa thứ hai là thế nào là tổng các cõi giới chúng sanh. Chúng ta vừa đi qua là tổng các loài chúng sanh, là ta sư đã tóm tắt là gì? Nõn thai thấp hóa là nghĩa là ngài thông hiểu rõ là chúng sanh có nõn nè, từ nõn nè, từ thai nè, từ thấp từ hóa nè, ngài biết rõ hết trơn những cái loài đó. Rồi thứ hai là ngài biết rõ các cõi giới chúng sanh nè. Cái điều này rất quan trọng. Là sao? Khi mà nói về các cõi giới chúng sanh là tức là tất cả các chúng sanh ở trong tam giới này nè, là chú ở đâu, như thế nào,
và có những cõi nào thì Ngài thông biết rõ, thông hiểu rõ hết. Đó là khi mà nói về cõi, thưa quý vị, là trong tam giới là chia ngắn gọn tam là ba, ba giới là quý vị nắm giùm sư là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam là ba, đó là Thích Thế Tôn hiểu rõ ba, ba cái tam giới là như vậy. Còn chia về cõi, về cõi thì trong tam giới này là chia thành 31 cõi, thưa quý vị, 31 cõi. Khi mà nói, thưa quý vị, khi mà nói về cõi thì quý vị sẽ hỏi là ở vậy thì trong tam giới là 31 cõi, vậy phân chia giống như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới là như thế nào? Thì thưa quý vị, là dục giới thì có 11 cõi, còn sắc giới là 16 cõi và vô sắc giới là 4 cõi. Thì cái phần mà chi tiết, đi chi tiết về cái cõi 31 cõi này nè, có lẽ là trong một bài kinh khác hay là trong một bài khác thì sư Hạnh Tuệ sẽ giảng rõ cho quý vị ha. Cho nên thời gian có hạn. Để phân tích rõ cho quý vị hiểu cái sự cái năng lực của Đức Thế Tôn hiểu rõ về cái tam giới thì sư trích một bài kinh này cho quý vị hiểu. Là trong bài kinh Á Phí Phu ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói là cái năng lực của Ngài là Ngài có thể biết được là một tiểu thiên thế giới hoặc là trung thiên thế giới. Thì một cái tiểu thiên thế giới tính là sao, thưa quý vị? Nếu quý vị ở đây có từng nghe cái thuyết mà gọi là đa vũ trụ thì quý vị sẽ hiểu. Thật sự cái đa vũ trụ là trong kinh điển Phật giáo đã có rồi, thưa quý vị, chứ không có đâu. Có nghĩa là giống như chúng ta ở đây đi, ở trong cái hệ galaxy chúng ta đi, nó tính là một thế giới. Nhưng mà 1.000 cái thế giới, 1.000 cái galaxy vậy đó, 1.000 cái galaxy như vậy đó, thì tính là một tiểu thiên thế giới. Thì trong 1.000 thế giới thì vậy, thì nó có bao nhiêu gì? Nó có là 1.000 quả địa cầu, 1.000 trái đất như mình, rồi 1.000 cái núi Tu Di, 1.000 cái cung trời Đau Lợi, 1.000 cung trời Đau Sức. Đó, thì Đức Thế Tôn Ngài biết, cái sự biết của Ngài là biết vô cùng tận luôn, biết không điểm dừng luôn. Vì vậy tại sao trong tài liệu này sư lại nói là một tam thế giới là 31 cõi, một tiểu thiên thế giới là 31.000 cõi, một trung thiên thế giới gồm 31 triệu cõi. Đó, một đại thiên thế giới gồm 31 triệu cõi. Thì Đức Thế Tôn là người thông suốt nè, thông suốt 31.000 tỷ cái mình gọi là cái thiên hà đi, cái galaxy đó, cho quý vị dễ hiểu. Đúng không? Và còn thông suốt vô số nữa, không có hạn định nữa. Đó, mình biết cái năng lực của Ngài như vậy ha. Còn cái thứ ba là cái quan trọng nhất, là cái mà thế nào gọi là tổng hành, tổng các pháp hành. Cái thứ ba là quan trọng nhất, bởi vì sao? Vì sao Thế Tôn lại hiểu được tổng các pháp hành chúng sanh, mà tổng các pháp hành là chúng sanh đây là gì? Tức là Ngài hiểu rõ trong cái tâm vừa sư vừa nhấn mạnh cho quý vị đó, là ngoài cái cõi giới chúng sanh và ngoài cái thứ nhất là ngoài thế giới hữu tình chúng sanh, và thứ hai là ngoài cõi giới chúng sanh, thì Ngài còn biết được cái pháp hành chúng sanh. Cái pháp hành chúng sanh này nó chứa đựng, thưa vị, nó chứa đựng hai cái kia luôn. Bởi vì sao? Bởi vì quan trọng như vậy nè. Bởi vì là nó lại liên quan đến cái câu chuyện mà chưa kể hồi đầu buổi giảng đó, là cho dù một người có năng lực như thế nào, năng lực đi xa thế nào, vượt tu tập nó lên đến cõi trời thế nào, hay đến cõi phạm thiên thế nào, thì cũng xong không vượt ngoài sự chi phối của tâm tướng, tức là vô thường và khổ, vô ngã, thưa quý vị. Đó. Cho nên ở đây khi mà nói về pháp hành có đề cập là sao? Tổng các pháp hành có nghĩa là ngũ uẩn do duyên cấu thành nên có sự sinh sự diệt, tổng các loài chúng sanh và tổng các cõi giới chúng sanh thuộc về chế định pháp, và tổng các pháp hành thuộc về chân nghĩa pháp. Đức Thế Tôn Ngài thông suốt các pháp hành có nhiều loại như sau. Đó, thứ nhất là pháp hành có một pháp, tức là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ do nhân. Thứ hai là danh pháp và sắc pháp. Ba là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thứ tư là vật thực, xúc và tác ý. Thì tương tự như vậy, cái điều này đã được sư giải thích đó trong câu kệ đó rồi. Có nghĩa là nói về pháp hành chúng sanh đó, thì là Ngài thông hiểu hết là ngoài cái việc mà hư không thế giới, hữu tình thế giới và pháp hành thế giới. Pháp hành thế giới mới là quan trọng đó vị. Tại vì nếu mà một con người, một chúng sanh phàm phu
hay thậm chí là chư thiên phạm thiên mà biết về hai cái thế giới, biết về cái thế giới hữu tình mà không phép về pháp hành chúng sanh đó, thì chúng ta vẫn còn sinh tử luân hồi thôi. Bởi vì cái pháp hành chúng sanh này nè, nó liên quan đến gì? Liên quan đến ngũ uẩn, liên quan đến thập nhị nhân duyên, liên quan đến duyên hệ. Chính vì á, hiểu được pháp hành chúng sanh này nè, chúng ta mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì á, chúng ta hiểu rằng á, cái ngũ uẩn á, có nghĩa là cái thân tâm chúng ta nè, là mọi thứ á, chỉ là chi phối bởi tam tướng thôi, chứ là vô thường, khổ não, vô ngã, thì nó chỉ là sanh diệt thôi. Cho nên chúng ta không chấp thủ rồi đó. Chính vì pháp hành chúng sanh chúng ta không chấp thủ, cho nên chúng ta mới loại trừ được hai cái thế giới trên là hữu tình thế giới và hữu tình thế giới và hư không thế giới. Yeah. Đó là cái phần mà sư nói cho quý vị biết về cái giải rõ cho quý vị biết rõ về cái lô cá, cái chữ lô cá, tức là một lần nữa sư nhấn mạnh là nghe một cái lô cá, Đức biết có nghĩa là Đức Phật biết tổng các loài chúng sanh, tổng các cõi chúng sanh và tổng các hành chúng sanh. Yeah. Khi mình hiểu được á, mình hiểu được là cái trí tuệ của ngài hiểu rõ thông suốt tam giới rồi, ngài hiểu rõ về các cõi của chúng sanh ở, đúng không? Rồi hiểu rõ chúng sanh như thế nào, rồi hiểu rõ về cái ngũ uẩn, đúng không? Cái vận hành cái ngũ uẩn này như thế nào, và cái thập nhị cái nhân duyên, cái 12 nhân duyên thế nào và duyên hệ thế nào đó, để mình biết được cái năng lực của ngài đó, nó vì sao được gọi là thế gian giải nó như vậy đó. Chứ không phải đơn giản là cái từ lô cá quy đu á. Lô cá quy đu á là mình hiểu là tại vì có nhiều bản dịch, thưa vị, có nhiều bản dịch, ta sẽ nhấn mạnh điều này nha. Có nhiều bản dịch là Đức Thế Tôn hiệu lô cá quy đu vì ngài đã thông suốt tam giới, cái đó không đủ, thưa vị. Cái đó không thể hiện được cái bản dịch đó là nó thiếu, nó không thể hiện được cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Mà khi nói là Đức Lô Cá Quy Đu thì nó chỉ nói về cái chữ lô cá, thì quý vị phải nắm được sơ sơ ba cái là ngài thông suốt là gì. Thứ nhất là tam tổng pháp, là bao gồm các loài chúng sanh. Thứ hai là các cõi chúng sanh. Thứ ba là các pháp hành. Pháp hành là cái sự vận hành ở vận hành của ngũ uẩn đó, quý vị. Ngũ uẩn của mình đó là nó có sanh có diệt, vận hành của 12 nhân duyên hay là 24 duyên hệ đó. Cái sự thấu suốt của ngài nó như vậy. Chứ nếu mà nói là thấu suốt tam giới thì quá bình thường, đúng không? Tại vì vốn dĩ cái thấu suốt tam giới này là có một số phàm phu mà tu tập giống như là tu tập thiền làm đạo sĩ, thưa vị, đạt được thần thông đó. Thậm chí giống như trường hợp ông A Tư Đà đi, ông A Tư Đà đó, ông Tư Đà hay là ông A Tư Đà là rõ nhất, thưa vị, thì cũng với năng lực thần thông ông cũng biết được, ông biết được là cõi nào. Nhưng mà cái riêng pháp hành chúng sanh thì không thể nào thấu được, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ đi vào phần cuối ha. Cái phần cuối là phần quan trọng nhất nè. Cái phần cuối này sư nhấn mạnh nó liên quan tới cực kỳ quan trọng nha. Nó liên quan đến cái việc tu tập cho quý vị, để cho quý vị trong tương lai quý vị có tu tập có đúng hay không. Thứ nhất là sư nhấn mạnh điểm nhất nè, tu tập có đúng hay không. Thứ hai là tu tập có đạt được lợi ích hay không. Bởi vì sao sư nhấn mạnh ở phần cuối này như vậy? Xin thưa quý vị, mai này quý vị có pháp học rồi, quý vị có đi hành thiền, đặc biệt quý vị đi những cái dòng thiền. Bây giờ có những cái dòng thiền bên Miến Điện rất là nổi tiếng, giống như dòng thiền Bóp, dòng thiền Ma Si, dòng thiền Ngày Siêu Miên, dòng thiền Ngày Mô Gốc. Mà quý vị không nắm được cái điều quan trọng này nè, thì quý vị cái việc tu, cái việc học, cái việc hành quý vị sẽ bị gián đoạn. Bởi sao sư nhấn mạnh vấn đề này? Có một sư kể đây là dựa trên một câu chuyện có thật nha. Nói nếu mà nói là có một số vị thì cũng đại loại như là cũng tế nhị đó, nhưng mà thật sự là nhiều, cũng khá nhiều á, sao chưa biết á. Có một số vị á là cứ nói là như vậy nè, cứ nói là muốn tu mà thiền tuệ á, tức là muốn tu Vipassana á, bắt buộc á là phải có thiền chỉ, tức là thiền Samatha. Thì cái việc này không có đúng, thưa vị, đi ngược lại với lời Phật dạy. Bởi vì sao? Bởi vì á, trong Tăng Chi Đức Phật có nói là có bốn phương pháp tu. Thứ nhất là gì? Là chỉ trước quán sau. Thứ hai là quán trước chỉ sau. Thứ ba là chỉ quán xong tu. Và thứ tư là một cái từ Bali gọi là Thammuthaccha Vigahita, có nghĩa là tạm gọi dịch ra thuần quán đó. Tại sao sư nhấn mạnh đến phần này? Bởi vì á, có một số người rất là cực đoan, không tìm hiểu lời Phật dạy kỹ, cứ nói là muốn tu thiền tuệ là bắt buộc phải có cái định của Samatha.
cái này là không chính xác thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì phải hiểu là cái đề mục niệm ơn Đức Phật này nè, giúp quý vị đạt tới cận định. Đạt tới cận định thì cái khi quý vị đạt tới cận định rồi đó, quý vị mới xả thiền ra, thả thiền samatha ra, rồi quý vị tiến hành tu thiền quán. Chứ không phải là quý vị nha, xin nhấn mạnh một lần nha, chứ không phải là cái đề mục mà niệm ơn Đức Phật nè là giúp cho quý vị tu đến giác ngộ luôn, tu giác ngộ một lèo luôn, cái đó không có, đó là không đúng nha. Cho nên là phải quý vị phải nhớ rõ cái điều này, nhấn mạnh điều này sư nói. Có nghĩa là tại sao bây giờ sư lại nhấn mạnh đây nè, niệm ơn Đức Phật lưu cáo quy đu đạt cận định làm nền tảng tu thiền minh sát. Vậy đó, không chỉ là niệm ơn Đức Phật mà là những cái đề mục mà thiền samatha, tức là 40 đề mục thiền samatha, tức là 40 đề mục thiền chỉ, là khi chúng ta tu chúng ta đắc rồi, chúng ta đắc cái đề mục tương tự cái đề mục đó, rồi chúng ta xả thiền chỉ ra để chúng ta làm nền tảng để mình tu minh sát đó, thì mình hiểu vậy mới đúng nha. Có nhiều người cứ hiểu là tu thiền chỉ tức là tu đến giác ngộ luôn, đó không đúng. Với cái điều thứ hai là như vậy nữa, là khi mấy vị tu thiền, thưa vị tu thiền chỉ á, tức nghĩa là giống như là vị đọc kinh nó thấy đó, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Thì nếu quý vị á, là đắc các tầng thiền này mà quý vị xả ra làm nền tảng mà để tu thiền minh sát, tức là thiền tứ niệm xứ, thì cái đó mới gọi là chánh định. Còn nếu mà quý vị á, mà chỉ nhắm vào là tu gì sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, vi đắc cái đó, quý vị không có tu tiến minh sát, vì không có chuyển sang tu thiền tứ niệm xứ, thì cái đó không gọi là chánh định. Quý vị phải nhớ rõ cái điều này, hiểu không? Với mình phải nhớ rõ là cái thiền, một lần nữa sẽ nhấn mạnh cho quý vị biết nha, là cái việc mà tu thiền samatha là làm nền tảng để tu minh sát, chứ không phải là tu thiền chỉ 41 thiền chỉ là để tu xong rồi giác ngộ luôn. Tại giác ngộ là nhờ thiền gì quý vị? Giác ngộ là nhờ thiền minh sát, tức là nhờ thiền tứ niệm xứ, nhờ thiền vipassana. Cái điểm này quý vị phải nhớ rõ nha, để mình tránh mình rơi vào cực đoan, rồi mình nói là mình hiểu là mình nói là bắt buộc là phải có thiền, cái định của thiền samatha, thiền chỉ thì mới đạt tới, cái mới đưa đến giác ngộ, thì không đúng. Không, chỉ qua là thiền chỉ làm nền tảng để tu tiến minh sát thôi. Không, tại vì có ba loại định thưa quý vị, có nghĩa là cận định, an chỉ định và sát na định. Quý vị tu minh sát á, nghĩa là tu thiền tứ niệm xứ á, có thể sử dụng từ có thể đây nha, có thể không cần cận định hoặc an chỉ định, đúng không? Nhưng mà bắt buộc phải cần sát na định. Và tương tự như vậy đó, quý vị thí dụ mà tu theo cái dòng thiền ngài Ba Ốc đi đó, thiền Ba Ốc tức là ngài hướng dẫn quý vị tu thiền chỉ, tức là tu thiền samatha đó. Đó, rồi sau đó đến một lúc thì cái tiêu chuẩn bên dòng thiền ngài Ba Ốc là sao, là thường thường là khi mà tu đạt đến tứ thiền hoặc là các từng thiền, các đề mục mà thuần thục thì lúc đó ngài thiền sư sẽ hướng dẫn quý vị chuyển sang tu vipassana. Quý vị phải lưu tâm điểm này nha. Đó, chứ nhiều người mà mang tiếng đi tu thiền Miến Điện, tu thiền thiền ngài Ba Ốc, nhưng mà lại không nắm được, không hiểu được, cứ nghĩ là ngài Ba Ốc dạy là tu thiền chỉ là tu sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền là đến giác ngộ luôn, đó không đúng. Không, là một khi một hành giả mà tu đạt tới cái tầng thiền mà ngài thiền sư biết được là đến thời điểm mà tu minh sát, thì lúc đó ngài sẽ hướng dẫn tu tiếp minh sát. Đó là cái điểm quý vị phải lưu ý. Thì cái cách mà để niệm ơn Đức Phật danh hiệu lưu cáo quý đu của ngài như ở trong Thanh Định Đạo mô tả như sau: hành giả sau khi thông thuộc 10 đức tính đặc biệt của Đức Phật rồi, muốn tu tập tùy niệm Phật thì nên độc cư tại một chú xứ yên tĩnh thích hợp, khởi niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật và bắt đầu niệm tưởng Đức Thế Tôn là bậc A La Hán Itibiso Phagawa Arahang, vì ngài đã xa lìa tội lỗi, ngài xứng đáng được cúng dường. Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác Itibiso Phagawa Samma Sambuddho, vì ngài đã tự mình tìm ra chân lý. Hành giả tiếp tục niệm tưởng cho đến 10 ân đức cao quý của Đức Phật. Đó,
Thì ở trong đây nói cái lợi ích nè, quý vị nghe rõ nè nha. Khi hành giả nhớ lại những ân đức cao quý của Đức Phật, thì ngay khi ấy tâm hành giả không bị ám ảnh bởi tham sân si, vị ấy chế ngự được những truyền cái làm cho tâm trở nên trong sáng. Hành giả liên tục hướng tâm trên đối tượng là những đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ, thì hỷ khởi lên nơi hành giả. Khi có hỷ thì thân tâm được khinh an, nhờ khinh an nên tâm định tĩnh và những thiền chi khởi lên. Tuy nhiên hành giả chỉ đạt đến cận định, không đạt đến an chỉ định, bởi do hành giả bận tâm suy tưởng nhiều ý nghĩa của ân đức tính đặc biệt của Đức Phật. Cái điểm này sư nhấn mạnh cho quý vị để quý vị nắm được nè. Lỡ khi mình học lớp thanh đạo này xong mà người ta hỏi mình, dạ cho hỏi bạn cho tôi hỏi là trong 40 đề mục thì Samatha, thì cái đề mục mà niệm ơn Đức Phật là đạt tới đâu, maximum mà đạt tới đâu, thì mình phải trả lời được giúp sư nha, trả lời được cái này là mình là giỏi rồi. À, cái đề mục mà niệm ơn Đức Phật nói chung là đạt tới cận định thôi nha, đạt tới cận định thôi chứ không có được vô an chỉ định đâu. Tức nghĩa là đạt tới cận định là chưa có đủ điều kiện đắc thiện nha. Trừ khi nào mà đạt an chỉ định đó, thì chúng ta mới có khả năng đắc sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đó, cái điểm này quý vị lưu ý cho sư nha. Khi mà ai hỏi, mày hỏi mình từng đề mục sau này khi mà kết thúc cái khóa này nè, thí dụ người ta hỏi mình cái đề mục tâm từ là maximum mà đạt tới tầng thiền nào hay đạt tới cái định nào thì mình trả lời được, đúng không? Người ta hỏi mình niệm Đức Phật là đạt tới cái định nào thì mình tối thiểu mình trả lời là đạt tới cận định thôi chứ không có đắc thiền được đâu, không có đắc thiền Samatha được đâu. Đó, mình trả lời như vậy là chuẩn rồi. Đó. Và cuối cùng trước khi kết thúc cái buổi giảng hôm nay thì cái điểm cuối cùng sư sẽ nhấn mạnh nha. Khi một vị hành giả chú tâm đến tưởng niệm đấng giác ngộ như vậy, vị ấy cung kính tôn trọng bậc đạo sư, đạt đến viên mãn đức tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc, chinh phục sự sợ hãi khủng bố do tâm vị ấy hướng về Đức Phật, nên dễ sanh tàm quý. Tàm quý tức là biết hổ thẹn vì gây sợ tội lỗi, thưa quý vị. Khi gặp trường hợp sắp phạm giới như có thể đang đứng trước mặt đức đạo sư, và dù cho hành giả niệm Phật không thâm nhập được gì cao siêu thì ít ra cũng là nhân lành đem đến một cảnh giới an lạc. Đó là cái buổi giảng ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc buổi giảng ngày hôm nay, sư sẽ kể về một cái câu chuyện ngay trong pháp cú để quý vị biết được cái tầm quan trọng của niệm Đức Phật. Thế câu chuyện như vậy nè, là có một cái cậu bé đó, là cậu này là cha của cậu là một Phật tử từng thành, thì dạy cho cậu bé niệm ơn Đức Phật. Khi mà dạy cho cậu bé niệm Đức Phật, thưa quý vị, thì cậu bé này là giống như một cái quán tính vậy đó. Có nghĩa là khi làm một cái hành động, khi mà vui chơi chơi đùa, khi bắn bi với bạn bè này, nói khi vui đùa đó thì cái cậu bé này đều niệm ơn Đức Phật, giống như một cái sự may mắn vậy đó, thấy không? Giống như một cái sự may mắn đến với cậu bé này đó. Đó, thường niệm, miễn niệm cái quý vị thường bắn bi thắng, thấy không? Bắn bị thắng bạn hay là về như vậy đó, cho nên là trở thành một cái thích thú. Thì một hôm kia thì cậu bé này mới đi chăn bò với cha. Thì khi mà chăn bò như vậy là cậu bé mới ngủ quên trong lúc chăn bò, thì cha đi chăn bò thì mới ngủ ở trong cái nghĩa địa, thưa vị. Đó. Thì người cha mãi mê chăn bò nè, tới lúc một sau kiểm lại thì thấy thiếu con bò, thì mới chạy vào thành để kiếm một con bò đó. Thì sau kia kiếm được là con thành đó, con bò đó nó lạc vô thành. Rồi sau đó thì khi mà kiếm được cái vị là buổi chiều rồi, thành đóng cửa rồi. Thì cái cha cậu bé này nè mới bị nhốt ở trong thành. Còn cậu bé này nè đêm đó là ngủ say mê, ngủ tới tối luôn vị. Thì tối đó là có hai con dạ xoa, thì nó mới định ăn thịt hai cậu bé này. Hai dạ xoa nó để định ăn thịt cậu bé này. Thưa quý vị, những cái loại dạ xoa trong kinh điển mô tả rất thích ăn thịt nít nha. Thì khi mà nó lay cậu bé, nó tính ăn thịt đó, nó lay nè, thì cậu bé giống như một cái quán tính vậy đó, thì mở miệng ra niệm Itibiso Phagawa đó hăng đó. Khi mà niệm như vậy, một con dạ xoa kia nó biết được, nó hiểu chánh pháp, nó hiểu rồi, bà bạn ơi đừng có đụng đó nha. Cái cậu bé này là con của Đức Thế Tôn á, mình mà đụng tới cậu bé này là đại loại như là mình mệt mỏi, coi chừng mình đụng tới ấy là mình rơi vào đọa xứ đó. Đó,
Thì khi mà nó nghe như vậy thì một con dạ so kia nó nói với con dạ so bạn nói như vậy đó, thì nó sợ thưa vị, nó không dám thấy cậu bé nữa. Mà ngược lại á, nó thấy cậu bé mà nằm ngủ như vậy á, nằm ngủ giữa nghĩa trang như vậy á, thì thấy tội, rồi nó mới hiện hình, nó mới dùng thần thông nó biến hóa, nó mới lấy vật thực, nó mới lấy vật thực á, trong cung của ông vua, rồi nó ra, rồi nó đồng thời nó biến, nó dùng thần thông nó biến lại, nó biến thành cha với mẹ cậu bé để cho cậu bé tưởng là ba mẹ mình đó, rồi xong rồi nó cho ba, nó cho vật thực cho cậu bé ăn nữa đó. Thì sáng dậy thì ba cậu bé ra và cậu bé kể lại sự việc nó như vậy. Cái câu chuyện này không phải tâm sao thất bổn nha quý vị, câu chuyện trong pháp cú nha, trong chú giải pháp cú đó. Còn cái vị nào mà muốn biết cái nguồn ở đâu thì sẽ cung cấp sau, mà câu chuyện pháp cú để sao, tại sao sẽ kể câu chuyện này để cho quý vị biết được rằng ngoài cái việc mà tu thiền, chúng ta tu thiền niệm ân đức Phật làm nền tảng để đạt cận định, để hướng tới tu thiền Vipassana, tức là thiền tuệ hướng đến chấm dứt sinh tử, đoạn trừ khổ u, chứng ngộ niết bàn, không? Thì ngoài ra ân đức Phật rất là nhiệm màu thưa quý vị. Đó, nếu quý vị thường ngày niệm đức Phật đó, thì quý vị sẽ tránh vô số nạn tai, giống như cái nạn tai vừa rồi đó, mà sư đã đề cập đến câu chuyện cậu bé đó. Đó, để cho quý vị hiểu. Bây giờ thời điểm là cũng hợp lẽ rồi. Cũng xin kết thúc cái buổi học hôm nay ha. Ngưỡng mong cho sau buổi học này quý vị sẽ đạt được nhiều lợi ích nha. Nhất là tất cả quý vị sẽ sớm ngày đoạn tận khổ u, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nha cá thể. Nói cái này quý vị cũng hoan hỷ thông cảm nha. Tại vì cái này là lần đầu tiên, cho nên là đôi khi sư cũng bỡ ngỡ, có những cái mà cái ngôn từ hay là cách diễn đạt á, nó chưa có gọi là nó chỉnh chu lắm, cho nên quý vị cũng mong lượng thứ hoan hỷ cho sư nha. Với cái sự mà nghe là sư nhìn thấy cái việc học của quý vị nè, là cũng là cái động lực cho sư để sư càng ngày sư càng hoàn thiện hơn, để cái cách truyền tải của sư á hay cách diễn giải sư á, nó sẽ giúp quý vị nó đi sâu vào là lòng quý vị hơn, để quý vị trên nền tảng pháp học pháp hành nó có sự tăng tiến hơn. Xin cảm ơn quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tam sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành,